chọn tiền hay là chọn rắn? Còn tôi thiếu cái gì thì tôi sẽ chọn cái đó. Tôi chọn cả hai luôn. Bây giờ rắn của tôi chưa to mà tiền của tôi cũng chưa nhiều. Nếu mà tiền của tôi nhiều thì rắn của tôi nó đã to rồi. Tôi chọn tiền vậy. Tí nữa có nhiều tiền rồi là tôi sẽ chọn rắn sau. Mà bây giờ tôi lại không có nhiều tiền để nâng cấp tiền. Tôi lại có tiền để nâng cấp rắn. Bây giờ con rắn của tôi đã level 2 rồi. Nhưng mà tôi mới chưa đến cái level 3 thôi. Các bạn đừng có cười tôi nha. Tí nữa tôi chưa đến cái level 50 cho các bạn coi. Hay nha. Em rắn của tôi có một con bét màu xanh lá cây. Con bét này nó có mỗi một mắt. Mà con rắn của tôi có tận 2 mắt luôn. Em xin. Wow. Uầy. What? Con rắn của tôi bây giờ hình như là nó không thèm ăn mấy cái con rắn này nữa hay sao ấy. Nó chỉ ăn đúng cái đầu mà thôi. Còn cái đuôi nào nó bỏ cho mấy con rắn thiếu ăn khác nó ăn. Bò sang X2 X3 này. Wow. Cái gì kia? Chị TV Woman mà hôm nay mặc bộ quần áo màu hồng cực kỳ là sexy luôn. Thôi nhưng mà mấy chị này không hợp đi quánh nhau. Ghê đó nha. TV Woman Toilet Camera Game. Tôi chưa chơi game này đâu, nhưng mà còn lâu tôi mới tải về. Bởi vì là tôi đang nuôi cái em rắn của tôi nè. Để có cái em bé này thì bây giờ người ta bảo tôi xem quảng cáo. Ok, xem luôn. Wow. Chút nữa thôi là tôi không phải cầm cái con rắn nữa rồi. Mà tôi sẽ cầm sang một cái con này. Con này nó là con gì? Con lợn thì không phải là con lợn. Mà con hươu cao cổ thì nó cũng không phải là con hươu cao cổ. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó rất giống con hươu cao cổ. Mà nó lại luôn luôn giống cái con lợn, tôi không biết luôn. Thôi xong, tới cái level 4 mà tôi cũng không có tiền để tôi nâng cấp cái em rắn của tôi lên level 3. Thì tôi ăn tạm cái con rắn màu xanh là cái gì vậy? Ăn luôn. Cộng 5 nè. Wow, tôi có thể ăn luôn 3 cái con rắn này. Bây giờ là tôi sẽ ăn sạch luôn. Tôi không bỏ một cái đuôi nào cả. Để xem tôi có đi sang cái ô X5 để mở cái rương kia không. X3 này, X4 này. Wow, tuyệt vời luôn. Ê, tí nữa thì tôi mở được cái quả rương đó. Không biết là bên trong cái quả rương đó nó có cái gì nhỉ? Wow, nhìn này mấy bạn ơi. Bây giờ là rắn đi ăn thịt người hay sao ý? Wow, đúng luôn kìa. Tôi phải điều khiển cái con rắn đi sang bên này ăn thịt người. À, mấy cái tên thổ dân này có ngôi nhà màu đỏ à. Tôi sẽ ăn thịt hết sạch luôn. Tôi là một con rắn khổng lồ chuyên đi ăn thịt người đây. Mấy tên này chạy đi đâu? Ê, nhưng mà tôi chỉ ăn được 10 trên 10 mà thôi. Bây giờ mà ăn đủ rồi thì tôi sẽ làm thế nào đây? Tôi sẽ chui vào trong nhà này à? Chui vào trong nhà này thì cũng không phải. Hình như là tôi sẽ mang mấy cái tên người đỏ lại mang về. Cho vào. Uầy, cho xương vào cái cỗ máy này để sản xuất ra kim cương. Trời ơi, tôi chưa từng hình dung ra xương người làm kim cương luôn đây. Tôi chỉ ăn được 10. À, lần này là tôi ăn được 20. Wow. À, đây này, kim cương nó nhảy về túi của tôi rồi. Bây giờ là tôi đang có ở 590 kim cương. Có bạn nào nhiều kim cương hơn tôi không? Bên này còn nâng cấp nữa đây này. Nâng cấp. Wow, nhìn nè, tôi có thêm một con rắn đi cho tôi đúng không? 100 kim cương. Một con rắn con, đây là con của tôi đó. Tôi có thể mua thêm một con rắn con nữa không? Cộng thêm một con nữa nhá. Wow, nhìn này, bây giờ là tôi có 3 con rắn rồi. Thì mấy tên màu đỏ này còn đâu mới chạy được nha. À, tôi biết rồi, cái quả nhà màu đỏ này là nó sẽ sản xuất ra mấy cái tên màu đỏ này. Thôi, tôi sẽ ăn xong lốt mấy cái tên này là tôi đi ăn những cái con rắn kia. Đầu kia có một đại ca rắn khá là to, nó tận level 22. Mà tôi có level 2 thu, tôi phải nâng cấp cái con rắn này. Khoan á, trong cửa hàng này, wow, rắn này. Nhưng mà tôi phải có thật là nhiều tiền thì tôi mới mua được. Còn bây giờ là tôi phải tránh xa cái con rắn level 23 này ra. Nhìn nó đáng sợ quá. Lại còn gặp cái cưa này, nó định cưa tôi à? Tôi nhìn thấy nha, cái con rắn level 5 này. Và tôi ăn luôn cái con rắn level 12. Trời ơi, về tận đích với level 20 thế này. X1. Hay quá. Bây giờ là tôi có cái con bò hay là con bê này rồi. Tôi xin luôn. Giời ơi, cho để cho luôn đi. Lại còn bắt tôi xem quảng cáo. Xem thì xem. Wow nha. Hoan hô. Bây giờ không phải là con rắn đi ăn con rắn nữa, mà là một con bò. Thôi tôi sẽ gọi nó là một con bò. Đây, một con bò rất là dài luôn. Level 4 mà nó là dài hơn cái con rắn kia rồi. Tôi sẽ ăn tất cả những cái con rắn trên cái con đường này. Hay chưa. Con rắn level 10 này. Wow, thấy tôi chưa? Oh my god. Con bò to nhất thế giới luôn. Ăn hết tất cả luôn này. Trời ơi, con bò level 70. Đúng là đỏ mà. Tôi chọn con bò này cái là tôi bò một phát sang cái quả rương kia luôn. Trời. Wow. Hoan hô. Nhìn thế này. Ê,
Sao trong Dương lại có quảng cáo thế này? Tôi lại mở Dương ra để xem quảng cáo mấy con bồn cầu Skibidi với cái con ban ban Skibidi kia đang cầm quả cầu để không chế, hình như là bắt nó vào trong cái quả bóng Pokemon này là sao ấy. Rồi bắt đầu thả ra cho bọn nó quánh nhau. Rồi, cái con của người ta thua mất tiêu rồi. Wow, có cả Skibidi ban ban con voi, các con Skibidi ở trong game ban ban. Tôi mở cái gương này ra thì có một skin con voi này, tôi sẽ xem quảng cáo để lấy cái skin con voi đấy luôn. Nhưng anh cameraman gì mà nhìn, wow, cái đập lại, trời ơi, trở thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ống kính luôn, chất chơi con voi rơi đấy nha. Rồi một anh đấy đánh bại tất cả những tên cameraman đầu kia, ghê quá. Mặc bộ vest màu xanh ngọc rất là chất chơi con bò rơi luôn. Đây này, xin giới thiệu, và đây là cái con voi con ở bản đôn của tôi. Nhưng mà tôi vẫn thích cái con bò. Wow, lại con gì ở đây? Nhìn nó giống cái con lợn rồi đấy nha. Tôi phải chơi chán cái con bò B này mới được. Con bò ăn những cái viên hình tròn màu đỏ. Wow, có một cái lơ. Ui, cái con bò của tôi bây giờ nó là cái con bò gầy gãi rồi. Nó là bạn gái rồi nha. 33, 37 mực to như này, level 100 chắc là to gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 6, gấp 10 lên cái con rắn kia luôn. Có về tới X5 được không này? Không. Nhìn cái con bờ của tôi rất là to nhưng mà không thể về đến ô X5 được. Gì đây? Sao cái tên người màu xanh đây chạy nè? À, quảng cáo này là người ta cho tôi chơi game rồi. Tôi vào X3 này, tôi vào X2 luôn này. Tôi vào X2 nữa, X2, 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 X2 nữa này. Wow, cái gì thế? Bên nó tận 60 mấy người thì tôi làm sao mà quánh nhau được với bên nó? Người ta toàn cho tôi mấy cái đồ đẹp thế này là tôi lại phải xem rồi để tôi sở hữu cái lơ đó. Đây này, tôi cho các bạn coi lại. Và đây là những chị TV Woman mặc bộ quần áo màu hồng đang quánh nhau với Speaker Titan. Kinh rồi. Thì tôi sẽ phải tải cái quán game này và tôi chơi bị được để tôi đủ khuyến mấy cái chị TV Woman này. Con lợn là cái chắc luôn, bởi vì là tôi đã nhìn thấy hai cái lỗ mũi của nó rồi. Hay lắm, lại tới màn tôi đi lấy xương người để làm kim cương rồi. Đi thôi, không chần chừ gì. Nhưng mà lần này không phải là rắn mà là con bò của tôi. Người là uốn éo. Đừng có chạy. Ở sập nhà của bọn nó rồi. Uầy, nhìn này, ở trong nhà của nó có một hộp quà tận 200 kim cương luôn. Nhưng mà phải xem quảng cáo còn lâu. Tôi không xem quảng cáo, tôi không mắc bẫy đâu. Tôi chỉ cần ít tiền thôi. Giờ là quay trở lại nhưng mà không còn nhà của cái tụi Khmer màu đỏ nữa. Thì tôi lấy đâu ra xương mà sản xuất ra kim cương đây? Mấy bạn chỉ cho tôi với. Nhưng mà ở dưới này tôi có mũi tên này. À, người ta lick level cho tôi thì tôi sẽ sang cái level khác. Trời ơi, nhìn kia, ở đầu dưới kia có rất là nhiều tên Khmer đỏ luôn. Thế này tôi tha hồ mà sản xuất kim cương luôn. Ê, tôi còn chưa kịp chạy được một vòng thì đã phun mất rồi. Thôi tôi mang xương về nhà. Wow, mấy bạn nhìn hộ tôi đây. Bây giờ tôi có nhiều kim cương không? Tôi quá là nhiều kim cương luôn. À, nhiều kim cương như thế này rồi, tôi sẽ mua thêm một em rắn đi theo tôi nữa. Mắc rồi là tôi lại phải cất xương vào đây để có kim cương kìa. Bây giờ tôi lên tôi nâng cấp này. Tôi sẽ mua thêm một em bò nữa. Bây giờ tôi phải ăn thịt mấy cái tên Khmer đỏ này để có nhiều kim cương hơn. Mắc rồi thì lại mang về cái nhà máy này. Lại có kim cương ngay, rất là nhiều kim cương luôn. Hai tên này, sao bọn này nó ngu nhỉ? Nó không biết chạy vào cái túp lều màu đỏ các bạn nó, mà bọn nó cứ lang thang ở ngoài này làm cái gì để cho tôi ăn thịt bọn nó này. Nhìn bọn nó khổ thân quá đi. Còn một tên nữa đúng không? À, lại cần chui ra ngoài này mà chạy nữa. Thôi, tôi ăn thịt nó luôn này. Bên này còn cái tên nào không? Đây rồi. Đang định đi thì lại có một tên chui từ trong nhà ra. Thế là tôi bắt nó luôn. Tôi còn phải đi lui cái em bò này của tôi. Tí nữa tôi chọn em voi của tôi cho mấy bạn coi nha. Con rắn này dẹp ra. Tôi còn chưa kịp nghĩ là sẽ có một cái con bò nào nó ăn thịt con rắn luôn. Wow, nhưng mà cái con rắn bên này nó tận level 55 luôn. Nên là tôi không dám làm gì nó đâu. Bây giờ con bò của tôi level 37 nhưng mà tôi bằng con rắn 55 luôn. Mỗi tội là không thể sang bên kia mà mở hộp quà ra được. Thôi, hạ. Lấy hết quà của các bạn như thế là không được tốt. Đây nha. Tôi sẽ chọn cái em voi. Đây rồi, nó chính là cái em voi. Em voi nhưng mà vòi nó không dài. Wow. Mà cái thân hình của nó lại dài thế này. Toàn ton. Y ạch. Này thì con rắn này. Wow. Em voi đeo lơ. Bây giờ đeo luôn cả một bông hoa màu tím nữa. Em rắn kia chạy đi đâu? Và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cái em voi mở ăn thịt luôn cả em rắn. Level 43, liệu là thắng có mở được cái hộp rương kia không? Cố lên. Mở. Ôi,
một xíu đoạn ngắn như thế này thôi là kiểu gì tôi chả mở ra được. Mới cả là chỉ cần một ván nữa thôi là tôi sẽ sở hữu cái em lợn màu hồng này rất là cute và đáng yêu. Bây giờ là tôi vẫn phải đi lui cái em voi này thôi. Cho các bạn sướng cái con mắt luôn. Hay chưa, thấy chưa? Em rắn của tôi level 81 luôn chứ không phải là 61 như lúc đấy đâu. Thấy chưa? Bây giờ nó là một con sinh vật quái vật ở cái trái đất này rồi. Và nó sẽ bò sang hộp rương qua này để mở cái rương qua cho tôi. Hay lắm, có một cái bàn tay này. Tôi sẽ mở luôn cái quả bàn tay này. Nhưng mà cái bàn tay này nó khá là kinh dị, nên là chỉ hợp với cái con rắn mà tôi sẽ mở một ô rắn mất tận 1.000 luôn. 1.000 ra một con rắn. Con rắn này nhìn rất là đáng sợ. Nhìn cái vẻ bề ngoài của nó là biết rồi. Đôi, một con rắn màu lâu. Tôi sẽ biến cái con rắn màu lâu này trở thành con rắn khổng lồ. Ăn luôn, thấy chưa? Các bạn thấy cái bàn tay trên cái quả đầu của con rắn của tôi chưa? Ăn luôn con rắn level 8 này. Hay lắm, con rắn level 15 ạ. Ăn được nó luôn, ăn được nó luôn. Và nó đã trở thành con rắn khổng lồ có một cái bàn tay ở trên đầu luôn. Wow, wow, wow. Wow, X4 thôi là đủ rồi. Hạ. Chúng mở được cái hộp rương nữa thì cũng mà đẳng cấp bờ đồ hacker rồi. Nói chung là còn rất là nhiều các con vật với cả các con rắn khác nhau. Nhưng mà thời lượng video của tôi hết rồi nên tôi phải kết thúc tại đây. Hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.